Okay, welcome to Rien Phía Xa Anglais Group Correct. It means learn English for all levels, my Facebook page. And you can also learn from YouTube channel, learn English for all levels. You just click and you just type it and you have to click subscribe and then you can see all my video clips that I post to explain and teach you about the English programs. Okay, right now you can start together to learn English with me. Okay, and today we just take a short time to learn about tenses. You know, in English there are three tenses. If we talk about the main point in English, the present tense, and we can say past tense, present tense, and future tense. And this is the main point, the main tenses in English. And if we separate from present tense, and we can say there are four types. If we include all tenses, there are 12 tenses. Because we separate from past tense, there are four, and we can separate from present tense, there are four, and we can separate from future tense. So it separate into four. So for multi three is 12 tenses. Okay, let me learn about present tense. Present tense here is we learn about positive. Okay, positive. You know, present. Present it means now, and tenses is we include our subject and verb and object, so we can say tenses. And present. Present it means now. So we focus on something that is happening. General, we can use general fact or the true action, or we focus on our habit, so we use present tense. That it means that the action happens every day. Okay, positive form, you know, positive form and form here we can form subject, verb one, and object. Object here if some transitive verb use subject, so we can use subject, and if some verb that do not need object, so we do not use object in the tense. Okay, examples. Okay, example. Peace book center sells all kinds of book. So okay, look at me. And subject here is the peace book center. The peace book center is the subject. And verb one. Verb one is sells. Sell. Actually, original verb is S-E-R-R, and S here because the subject is singular, because singular subject, third person singular subject, so we use at S, and this is a verb one sell. And object all kinds of book, all kinds of book, we can say object. Okay, and the second sentence, he is a subject. Only is adverb, and verb is eats. Okay, eats here is a verb, and object is fish. Okay, fish. Okay, let's learn next. Okay, note. Okay, for singular third person. Okay, for singular third person, he, she, eat. You have to remember he, she, eat is core third person singular. That's why we have to note third person singular, because when we make sentences, if subject third person singular, we have to add s or es after the verb. But okay, we will learn next, but today just get a main point that we have to learn this sentence. Okay. The old man. Okay, the old man is a third person, and take is verb one. Take here,
we have to add s. That's why we have to add s, because take here, we can say take ending with e. So ending with e, we just add s is enough. So we can say the old man takes the dog for a walk. Okay, but some of verb we will learn next, some of verb that ending with s, double s, or ch, something like that. So we can add es, but because of this word, okay, because of this word ending with e, or take ending with e, so we just add s, it that is enough. Okay, the second one, she comes late every day. So come here, ending with e, so just add s, that's enough. Okay, she comes late every day. And the next one, Mr. Ratana likes singing a song. So like here ending with e also, so just add s is enough. Okay, that's why we have to like singing, because actually like we can plus to infinitive, that's fine. And if we like flatulent, that's fine. Okay, like singing a song. Mrs. Kanchana goes to school every day. So go, actually the verb one is go, but when verb ending with or, so we have to add es. So go, add es, we have to pronounce it goes to school every day. Okay, today we just learned for this one, and next day and next to next day we have to learn more about how to use present simple, and that's why we have to use es, or sometimes we can add ies, because the word ending with letter one. Want to share with you about the tenses again, because our previous video clip is not so clear, because I didn't have a plan to teach you just our time and then write and make a video clip. And today I will come here again to show and teach you tenses for beginners who big to learn English. Right now we have to learn about tense. You know tense? Tense is the definition is below. Definition of tenses, okay. The tense of a verb shows whether the action of the verb happens in the past, present, or future, whether it is a singular action or a repeated action, whether the action is completed or unfinished, and so on. So tense in Khmer we call prayog. Definition means niyumanai, the tense of a verb. Mình đây tập video này cái giả sạp shows bằng hai và the action thật ta sẽ cảm appear này cái giả sạp of the verb happened in the past, cả lăng không ở tây tất cả present bài chữ bắn or future rư của anh ạ cụt, whether it is a single action thật ta sẽ cảm appear nâng cả lăng tay mà đón or repeated action rư của sẽ cảm appear nâng cả lăng mà đón hay mà đón điện, whether the action is completed thật ta sẽ cảm ập hiệp nâng vì chọc sập group or unfinished rồi còn mình toán chọc sập group nửa lại and so on chia đàm. So our learn next, there are three main tenses in English. Cứ bởi dụng thông thông nửa khăn về sao khá lệch miền bay present tense, cứ present tense nâng cứ bạch cho bọn nạ past tense, à tay tự cá future tense hả nâng bởi dụng ảnh cụt. Actually, present tense is divided into four kinds: present simple, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. If we remember the present tense, the kinds of present tense, so it means that you also know past tense and future tense too. Past tense is divided into four kinds too: past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Future tense is also future simple. We can say future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Okay, don't waste our much time. Right now, we can learn next.
Okay, for next one, we have to take present tense. Among all three tenses, past and future, we have to learn present tense first. Okay, present tense is divided into four kinds. First one is present simple. You know, present, it means now. The action repeated, we can say, unrepeated action happen every day or temporary situation, so we can call present simple right now. Okay, in order to make clearer, we have to learn how to use form first. After we learn positive, negative question and negative in question, and then we have to learn how to use present simple. And we can say don't hurry up much right now. We just learn about form, positive form first. In the old English grammar, we can say affirmative, but right now we can say positive form. You know form. Okay, subject and plus one and plus object. So example, I sell oranges. So sell is a verb. And I is a subject, and object is oranges. They come late. They is subject, come is verb, late. Late is adverb, modified of come. He criticizes the government. He is a subject, and criticizes is a verb. The government is object. She smiles at me. She is subject. Smiles at is verb, and me is object. Object pronoun. I hope you can all translate about this. Sell it mean look. Okay, look. Khiem look kroj. They come late. Phuk kay mau yut. He criticizes the government. Quat nung rikun ri ratabiba. Criticizes nung rikun the government ri ratabiba. She smiles at me. Niang nung sai dak nyom. She smiles at me. We throw rice ball to hungry ghosts. Yung bọt bạch bần rice ball bạch thật bạch bần to hungry ghosts nâng miền này thá. Pride, hungry ghosts. Okay, learn next. Okay, note. Singular third person, he, she, it, or Dara, or Sophie say, or Kai Visna, something like that. These are called third person singular. Right now, if third person singular, at the moment, we wonder why that some word at S and some word at S. Right now, we have to learn the note. Note is focused on the main point that we have to describe more about our lesson about. Okay, right now verb, so the third person singular, we have to add s or es and plus object. This one we have to remember too. If general verb without ending in s, okay, without ending in s, okay, look at this one. Without ending in s, double s, or sh, or ch, h, or z, zo, so on. If verb without ending in s, double s, sh, ch, h, zo, you just add s is in not. Understand, right? If verb, so what we, if verb used in present simple, we have to remember it is separated into four kinds. If singular verb, we can say verb without ending in s, double s, s, h, z, o, we just add s in nap. But verb, you have to remember, verb ending in s, double s, s, h, c, h, h, z, o, so we have to add es. Okay, let me explain in Khmer. Chẳng mình này tha nụ bê đai prai chú mùi nông bà rọc tì bấy nó hì xì ít đà ra nó bà sân bà prai chú mùi nông bà rọc tì bấy nâng dương chám ta oi tài kệ gia sắp tu tử đại viên mình bình chọp à kháng chốn nông viên mình chọp mình bình chọp đòi s double s s a c a h z o nè chẳng nhưng còn là thêm s chì ca sạch đôi bịa xà là lấy nhóm ưu tố hòa biệt là sell. She sells oranges at supermarket. Chẳng sells, vì trâu, dừng trâu at s. Đôi xa
để dùng trong một time s để xa xa đứng up bị chọc đôi s double s c a u g x z o chia đám nhưng còn là time s chỉ cả sợi có phần tài kể ra sập khá dùng trong time e toán đấy kể ra sập khá này dùng trong time e đây xa ấy đây xa té nửa p nó để kể ra sập nó việc bị chọc đôi s double s c a u g x z o chia đám nhưng trong time e. Ok, example, look at examples. He does nothing beneficial to the nation, so thus original verb is do, but because of do here is ending in O, so we just add ES, so he does nothing beneficial to the nation. Okay, my son brushes his teeth 3 times a day, so brush here is a verb ending in sh, so we have to add es. So my son brushes his teeth 3 times a day. She passes my house every day. Pass is ending double s, so we have to add es. But if some word that ending in e, we just add s is enough. Example like the word like, so ending in s, so we have ending in e, so we have to add s is enough. I hope that you got the sense from my explanation right now. Okay, let me translate the word, because this is the beginner of because this is the grammar that people or student who just start to learn, you have to remember. He does nothing beneficial to the nation. Mình này thà quạt nâng miền vừa vây chì phải dõi đó sự cung chiệt sao. My son brushes his teeth 3 times a day. Còn bọc nhóm nâng đột thầm anh bày đón nâng một ngày. She passes my house every day. Quạt nén đã cắt một tiệc nhóm rõ ngày. Okay, learn next. Okay, vowel verb ending in Y. You have to remember. Some, but not always, a word ending in Y, not change Y to IS. Not, it is not always. It is usually or often. But if some word, okay, before I explain this, we have to remember the form. A consonant plus Y. So we have to change Y to IS. What does it mean consonant? Consonant in Khmer, we call it. Nhưng so we have to remember that consonant plus Y, we have to change Y to IS. Example, he tries to do his best at school. So try here is a verb, T and R, and ending in Y. So according to the rule to change Y to IS, if consonant plus Y, so we have to change Y to IS. He tries. Original verb try, T or Y, and if because of the subject is singular, third person singular, we have to change Y to IS. Okay, he tries to do his best at school. The orphan cries pitifully. Orphan nó nghe tha mình nó gupri na, mình gupri na. The orphan cries pitifully. Mình gupri yum ku ai nói at home na. She copies everything her sister does. Nàng nâng chùm long ở hốt, chùm long group page đó nè, everything group. Dân dây thà bình dư vì nhìn xa, dân chùm long group vì nhìn xa thằng ớt đài her sister đã để bọn sợi bọn nàng thơ mấy cái chùm long hốt. Ok, now we invis matters fortune. Invis nâng prai thà chùm này, now we nâng chùm này nâng chụp chia ta chụp với sản ở bọn matter. Ok, chân nếu không dân chăm tha person ba kia giá sắp để chọc đòi vái chứ tu tớ kia dân trâu chèn vái to IES có phần tay về mềm tầng ọt thì nếu không cả ở đây để tha consonant plus vái tự chân ai đồ vái nó tự IES bàn. You got it? Ok, right now learn next. Ok, the last one, letter B, vowel plus vái, we just add S is enough. Chân person ba sạc à vowel là biển nó dừng ăn vowel no vowel no vowel chẳng biển nó dừng còn là time ai hái chỉ cả sạc ở chậm bạch đồ vai tàu ai ai. Ok, example, the little boy plays with knife. My son plays football every weekend. Chẳng mình pro chỉ mọ nâng lên cả bật. My son plays football every weekend. Còn bọc nhóm nâng lên ba
riêng rồi trong sắp đà. Ok, I hope you got a sense from my explanation, and if you want to get more lesson, you just click on YouTube channel. This one, YouTube channel Learn English for All Levels. You can learn from my teaching every day, every lesson which is posted on Facebook. You can see and learn it, get the knowledge from my Facebook page and YouTube channel. And if you want to learn from my Facebook page, just type the word Rien on Click Group Comrade, and then you can click the word follow, and then click the word see first, so you can also see my lesson every day. Okay, thank you very much for your paying attention. We learn about present simple with positive form. Right now we still continue learn about present simple, but in interrogative form. Interrogative is the same to question. It means that Yok som nu. So present simple or interrogative here, you know, the form. Okay, form here a little bit you can say form is about form is about the kinds of form here. Okay, right now we'll learn together. Okay, look at this one. Interrogative, Payok Sumnu, form Tumrung, do or does, and plus subject plus ban infinitive. Ban infinitive, no, mean either infinitive day or proud to, infinitive without to, the prapeta ban infinitive. Do or does plus subject plus ban infinitive. Udiota, do you smoke? Ta net juaru, juabaru? Medit, dosh. Nó phải đu nâng á, đas nâng á, nó phải đu khai tư chìa phải dô xùm nú. Nhưng ta phải nào biết bảo vệ anh does, not does. Chẳng, does she do a good business? Cái sự ta nên rọc xì bàn ấy. Rọc xì cho như ta phải cắt một rọc bò bàn phò chùm này vậy chẳng á nà. Ok, do the children often skip classes? Ta khmênh tại cách xa la rứ, skip the classes và cách xa la. Ok, do you make much money? Ta này anh rồi lùi bàn chẳng. Do you make much money? Ta này anh rồi lùi bàn chẳng. Chẳng tâm rung bao vía cứ đôi như nó không ưu tiêu hò chẳng. Do cứ nì. Ok, do Das nó cứ nì. Trong bài chuyện tịnh hà nãy bạn dân từ pradu được gọi pradas đòi xa tại subject nhỉ, subject cana subject vì chỉ plural subject, chẳng plural subject nhưng pradu hai person ba subject vì chỉ singular subject u thọ he she it ấy chẳng anh à he she it chẳng nhưng pradas màu chẳng das là lại nhỉ màu u thọ she chẳng nhưng là does she do a good business chẳng tại do the children, chẳng children lại nè, đây sa children nó which is plural subject, miền này ta bật tiền bảo vệ cứ chia bộ vai chân nặng, chẳng cái prape the children nó cứ chia subject, chẳng do nó là tận do the đại, hay often skip the class, often nó cứ ao chúng ta adverb of frequency, và dân ở toàn riêng đó tới dân riêng tam đồng đậm đáp hay bắt đầu bị chọc tam đồng đập chọc cả chọc ấy chẳng tới dân đừng riêng to là tiết được chỉ bây giờ phrase rồi có preposition rồi có dân riêng bị chờ run như dân riêng direct indirect object ấy chẳng hả dân riêng direct indirect speech tiếp chia bằng to là tiết. Ok, do you make much money? Ta này ai như đọc lùi bàn tràn đấy. Ok, chẳng to là tiết. Ok, mùi tiết kinds of questions with simple present. Chẳng prepared này bây giờ xong nụ nông present simple miền bầy dừng chán nó bây giờ tu tới miền bầy cứ yes no question nâng WA question alternative or choice question. Chẳng yes no question mối WA question hay nâng alternative or choice question. Chẳng dừng riêng dừng vô à tì mùi mà riêng yes no question. Ok, yes no question.
Chẳng yes no question form do or does plus subject plus by infinitive. Chẳng những đặt example, does she talk much? Dừng lại yes she does. À nên giờ anh does she talk much? Yes she does. No she doesn't. No she doesn't. Chẳng bây giờ yes no question. Cứ dụ ta ta nên nó dễ tràn mèn ớt. Bộ nên dễ tràn mèn là yes she does. Mèn nó dễ nên dễ tràn nó. Bởi sân nên ớt dễ tràn nó. No she doesn't. Nên ớt dễ tràn nó. Ok. Let's learn next. Ok, mới tiết WA question. WA question nó miền này là bởi dụng đại việc phát đàm bị WA question miền này question word with verbs bởi dụng xâm lưu đại việc phát đàm nói bị when, where, why, which, who, how, what chỉ đàm miền how much, how often, how many chẳng hạn nè chẳng vì miền when bởi nà chúm nói xâm khăn miền bởi này when, where, why, which, who, how, what chẳng form of with W words hay là do or does plus subject plus by infinitive s nó cứ tâm năng ở subject đối xài dân lọc riêng bịa bình mà viên chẳng chẳng dọa bịa clay clay máu và dân riêng cắt mình tính mà đoàn chẳng hết nè chẳng WH ở ta where do you live ta này ai rùa nơi nào where do you live cái where nó cứ WH word hay do nó cứ đối xài prai cho mùi dù chẳng das hay đó mình dùng pra das đối xa tại sạp chỉ những việc chỉ singular third person singular sạp chỉ hay ban infinitive mình miền này tại infinitive without to toàn đấy. Ok, what time do you have lunch? What time do you have lunch? What time do you have lunch? Ta mong bảo mán nè tự tu tiền là hạt ngày trăng chẳng what khởi nè what nè what đó là question word đấy what hay time mà nó cứ chia bộ phép niềm ở Việt ấy do khởi nhé do hay you hay subject nó you này hay ban infinitive have lần I mean have to lần này đây I mean have to lần rồi go vậy tới ban infinitive nó infinitive ở prior to mong ở prior to chỉ mỗi nè have lần I mean have to lần này đây toàn đấy mới tiếp how do you know my phone number này how do you know my phone number? Chẳng how nó cứ WA question do nó do nè hay you nó subject know nó nghe thà ban infinitive verb nè verb đại về subject do or does nè plus ban infinitive plus question mark màu. Ok mới tiết what time do you have lunch? Ta nhà mà hạp màu bờ màn. How do you know my phone number? Mấy bạn score lấy cái nhóm, mấy bạn score lấy tu sạp cái nhóm. Chẳng how, okay. Cái dùa how mà ta W A question. Mới tiếp how, này how many, sorry. How many, man, how many, how many. Okay. Okay, how many hours does she learn English a day? Ta nâng riêng ông khlê, nông mặt ngay bà màn màu. Chẳng hạn, cái người bà bị how. Vì ọt sơ miên ấy bộ bà thích xong khán còn là ở dân dù lùm bì bà phê này kà bà W A question mà bà phần đằng ấy chẳng dừng riêng bà tỏ tiếp next. Ok, alternative or choice questions chẳng cài nó cứ à ta alternative or choice question miên này ta bà dục à ta bà dục xung nụ bài trời rơ nhận á nà bà dục xung nụ bài trời rơ alternative or choice miên này đổi kênh miên này ta trời rơ rồi có chùm rơ. Are you a doctor or a nurse? So ta này anh chia group pet rồi có kỳ liên nụ bật thai cả. Do you live in a house or flat? Ta này anh luôn nâng nông tiết rồi có tiền là vậy. Chẳng hạn à. Ok, thank you very much for your paying attention. If you want to get more video lesson, you just type in on YouTube and type the word learn English for all levels, so then you will see more and learn more about the lesson. Okay, thank you very much. Learn about affirmative or positive and interrogative, and this is the last form of using present simple.
Right now we learn about negative form. You know, negative form, it means that we deny or doing something, so we can say it's a negative form. Okay, right now we learn about present simple continue with negative form. Okay, negative form, it means tumrung parisat. Form here is tumrung. So subject plus do or does plus not or end and plus zero infinitive. Zero infinitive mean này thơ vượt vòn nâng ấy. Zero infinitive. Example, I don't despise you. I don't despise you. Despise mean này thơ châu chật despise mà bị like. Chẳng subject bởi vì cứ I don't nâng cứ do. If we write in short form, we can write don't. Thôi nè, dừng say ban, mà sao nè dừng say nông tùm rung short form, dừng say don't. Don't nâng cứ cái pra nông lệ cân nạ phía xa nì dây speaking the way I'm speaking, but the way I'm writing, we have to write the long form. But then nó không tùm rung này can so say dân trời so say tùm rung vang vang bỏ kế tùm rung vang cứ do not, I do not despise you. People don't like war. Bởi chí chun rồi có bởi chí bởi rốt mình cho chất xung kriên thì like cho chất mà bởi despise này nè. The policeman does not tout his handcuffs. Lúc bởi lý nâng mình dọc khó đại chọc tam khuôn bọc quạt thì handcuffs nó phải khó đại hay thốt nó mà bị carry đấy cứ dọc cằn. She doesn't incite the violence. Nếu mình bàn nhung ở miền âm bơ hằng xa cả là thì violence nó bơ hằng xa incite nhung doesn't nó tâm rung bảo vệ này thì tâm rung sập chết hay doesn't nâng D-O-E-S bằng tay nó bê that negative form and mà tiết nó doesn't. Ok, mà tiết she doesn't wear a helmet while driving. Nâng mình bàn bịa mũ sở vật phiếp tế khả nạ để bạc bỏ driving helmet mũ sở vật phiếp. I never do bad. Tạm phân anh ấy ở chỗ nông tùm rộng đấy đó. Còn thà mà nâng negative được này có bản thái mình còn thà mình chụp nông tùm rộng này. Mình tùm rộng ấy nế, bản thái chụp nông tùm rộng bạc sát, bản thái mình thất nông tùm rộng này dân cổ bốn sạc xa này. I never do bad deeds to anyone. Nhưng mà mình đã thua ạc rõ chú mùi nâng nô nà thì ok, learn next. Ok, nế cứ negative using with never. À nâng có mà nâng negative được này đã, cái này nhé nè. คือประโยคที่ประโยคปฏิเสธโดยคือเนี่ยโดยพลาเนเวอร์ chẳng tùm rung mà viết subject planever plan verb word plan object ủa he never works có một đại thơ ca đấy I never shed tears for love nhưng mình đại sầm rạ tục này đòi xa rừng này hà thế for love phải đòi xa rừng này hà you never help me anh mình đại chú ý nhóm thế she never pays heed to her English study. Nên nó mình đã dọc chất tục đã pay his pray dọc chất tục đã mà biết paying attention này. And chẳng she never pays heed to her English study. Nên nó mình đã dọc chất tục đã riêng phía sau ông khách thế. He never comes late. Quạt nó mình đã mặc dư thế chẳng he nó cơ nhé tâm rung mà biết subject. As nó subject nhé đối xa dân thuộc riêng bị đàm màu as subject sẽ tâm rung vậy nhé là nhầm quần tay bằng riêng dân sẽ sọ cắt cắt màu chẳng hạn nè hay never nè tùm rộng mà về vô nó come bằng tay dân riêng bì video đi muốn nói thà nó bê đại come nâng rồi gồ như tới ai tùm vớt prai chung mùi nâng third person sinh như lấy dân tùm time as rồi gồ es tam bà bọn này phía bờ sân chong gần tại chế bác dân tùm cơ lấy tùm video một tiếng đó nè mùi tiết I never sleep with my phone switch on. Nhưng mình đã định bằng tu sạp để switch with, sleep with my phone switch on. Nhưng mà mình đã định bằng tu sạp.
dựng đi cho mua nâng tu sắp mà tu sắp vì bởi cái này nhìn chọn dây chẳng hết I was sleep with my phone switch on prai tam kia em này khi nhau mình đây đi nâng tu sắp cho mua nâng tu sắp bởi cái em này khi nhau mình đây đi bởi tu sắp thì sao mà dựng dây chẳng hết ok learn next ok note note chẳng có dựng cột chùm nám subject plus never plus ordinary verb bị ordinary verb nâng verb one này hay plus object mà hay mình tiết subject plus special verb and plus never and plus object mà nè ưu tiên ho he never stays at home chẳng never nâng cái ở never stays nâng cái ở chứ một ordinary verb verb one đó. Stays at home chẳng ordinary verb nó stay he is never at home quạt nó mình đang nộp tiền thì bị anh ấy miền này đôi khi này có vấn đề mỗi para chỉ ordinary verb mỗi para chỉ special verb verb vì miền pi vì bài chạy mà chụp pi vì miền auxiliary verb mà nâng bộ đo verb auxiliary verb nó đôi bị to be này is nó chỉ prepare special verb toàn đấy is nó prepare special verb ở chung là verb to be nè hay mình tiết special verb nó bài mà chụp pi thì mỗi auxiliary verb thì pi modal verb miền đôi chỉ can, could, should, must, shall, will ấy chỉ đa mà nó gọi chỉ một special verb bằng tay modal verb. Ok ta, riêng bằng to là tiết. Ok negative form using with fail. À nó gọi chỉ bộ phết tâm rung bạn đi sai được cái này. Cứ negative này. Negative form using with fail. Chẳng tâm rung bạn đi sai được cái này này. Fail nó phải tha ạ khán đó xung lên khán trai lì trôi mà chẳng fail nó fail nó cứ phải tha ạ khán một bàn trôi ạ khán một bàn thơ với mỗi phải bị fail này chẳng negative form using with fail nói xa xin lên khang khóa kịp vơ xâm nòng nhằm tới lưu cho máu chia sài phóng nhưng negative form using with fail chẳng form of viết subject plus fail plus to infinitive plus object examples she fails to reply my English messages nàng nâng ạ khán mình bàn trả lời tọp nơi xa ông kê bọc nhầm mình bàn trả lời tọp xa ông kê bọc nhóm she fails to reply to my English messages the party fails to do what it has promised bị thi chụp liền lắm cứ mình bàn phơ à vậy để khuôn sân dạ lại cứ chẳng như tha bị thi chụp liền lắm mà bàn phơ ta mà vậy để khuôn sân dạ mình tiếp I often fail to lock my door. I often fail to lock my door. Nhóm chỉ rưỡi rưỡi nâng tay tay ạ khan một bàn bật sao thuế như vậy chạ sao chuộp nó chạ sao thuế nè. He fails to join our party. Quạt nâng một bàn cho room cam vị thi chụp liền thì he fails to join our party. Mới tiết, he fails to fill in more gasoline. He fails to fill in more gasoline. Quạt nâng mình ban chạ xăng bật thêm thì quạt đó ban chạ xăng. He fails to fill in more gasoline. Ok, thank you very much for your paying attention, for your pay heed to my explanation, and I hope you can get the sense from my explanation. Again, about present simple that we take hours to study English with English grammar. Right now, we are going to learn about present simple continue that we learn about uses of the present simple tense. You know, uses of present simple tense, there are a lot of ways to use a present simple, but here I just take a little bit the way how to use present simple.
Okay, uses the present simple tense. The simple present tense is used. Present simple tense nung cứ simple present tense nung cứ trâu ban prapra chim mùi nung chim lai ti mùi for a habitual permanent repeated action or everyday activity. Mẹ này ti mùi ki pra nung nung sẽ cam phiếp chi tùm loa sẽ cam phiếp chi ai chân trai permanent repeated action sẽ cam phiếp đại vì cả lần mà đoàn hay mà đoàn tiết everyday activity cứ sẽ cam phiếp cả lần chia phải chăm ngày. Examples ưu tiên hóa I come to the class every day. Nhóm mọc xa la chỉ riêng rọt ngày chân sẽ cam phiếp bỏ viết chia chân trai habitual rồi có permanent mình này sẽ cảm phiếp chia chân trái cứ quát cứ nhóm mọc xa là she speak friends nên như dây phía xa bà răng chẳng sẽ cảm phiếp chia tùm loa bỏ nèo nó cứ như chia phía xa bà răng my watch keeps good time nè là cả đáy nè là cả đáy bọc nhóm nó đã tiền bề đã trâu tạm bề về lìa kế nó keeps good time I go to market every other days. Nhóm tàu xa, market tàu xa, biết tha every other day, nó mà biết two days. Mình này tha, nhóm tàu xa, riêng rõ bì ngày mà đoàn, other days. Okay. Okay, right now learn next. Okay, mùi tiết, for a general statement of facts or something was true in the past, is true in the present, and will be true in the future. Cứ pra nó không statement nó sẽ đầy thay ca, rồi có ca này dê chỉ tu tử. Đại vì bất bạc gọt đó nè, general statement of facts. Cứ này dê chỉ tu tử, đại chỉ cả bất. Hay or something was true in the past. Rồi có rương, đại vì cả bất khăn ở tây tất cả is true in the present, chỉ cả bất khăn ông bài chế bọn and will be true in the future. Hay nâng cả bất khăn ông ảnh ạc của tất cả. Examples: the sun shines by day, the moon shines by night. Mẹ này tha bởi tích riêng bề ngay, bởi chán riêng bề dục. Thế sẽ cảm phiếp nâng cơ chung là sẽ cảm phiếp với trầm trâu với cả bất. Chẳng sẽ cảm phiếp cả bất nâng kì bài chế present simple. Cars and horses eat grass. Cô hay nâng xe xì xmai. Cái này nâng vì chữ rương bật. Chẳng kì bà chúng mùi nâng bây giờ present simple. Honey is sweet. Tức mông bà em. Two and two makes four. Pi cùn nâng pi xmai buồn. Two and two make four. Stress causes high blood pressure. À tha chúng mưu tập bẩm bó ai bẩn đá ai miến xung biết cho say chiếm khu ai bẩn đá ai miến chúng mưu xung biết chiếm khu. The earth moves around the sun. Phần đấy vừa chúng vinh bệ tịch. Ok, nâng cứ châu lực nông tùm rung bao giờ nâng cứ miền này sẽ cảm thấy bảo vệ chỉ cả bật chẳng kìa práp present simple ra. Ok, learn next. Ok, mình tiết in form of proverbs. Mình này tập ra nâng khăn tùm rung proverbs cứ sự phía sật. Examples: love is blind, khliên chẳng anh sẽ lành lọ. Love is blind, khliên chẳng anh sẽ lành lọ. Let sleeping dogs lie. Ok, let sleeping dogs lie. Nằm bao mình chứ giọt trời chạc tuần ấy. Let sleeping dogs lie. Anh ấy dừng mình prai tam biệt thế anh ấy cứ chia proverb bọc kì. A friend in need is a friend indeed. Kalyanamit che chui khne khnong kri loba. Steep water runs deep. Muh ke chanang bai thlu. Anu sat pra no khnong pyo present simple. The best is the enemy of the good. Anu ke ta chong che oi samlap acha, chong ban phlae ka yok phleuk dot kul. The best is the enemy of the good. Ba jeung prae tam pye nung prae mao ot trœu te pantae ani che proverb bo ke. United we stand, divided we fall. Chừng cơ mình bách thì cách mình bạc. Ok, let's learn next. Ok. Mùi tiết, simple present tense is often used with adverbs of frequency
such as never, always, often, usually, sometimes, occasionally, and so on. Chẳng bây giờ present tense nó cứ chỉ tu từ chỉ rưỡi rưỡi nó tạo ban prapra chỉ mùi nó adverb of frequency. Adverb of frequency nó cứ miền adverb đại việt thôi chỉ những nhọp á nè such as đôi chỉ never never nó mình thuộc mình đại là nó sôn bịa rồi always time time rồi bịa rồi often often nó 70% rồi từ 60% rồi hay là về usually. And usually nó bảy sáu phần rồi. Sometimes hai sáu phần rồi. Occasionally có hai sáu phần rồi đấy. And so on chia đàm. Examples: I almost always watched TV after dinner. Chính đích chữ cá almost always. Nhóm sang đây chính đích chữ cá mơ tu tuốt cày pi à ha pe lần nghe. She usually goes to school by motorbike. Nên chỉ tu tới cứ tới sở lá chỉ mà tổ motorbike. He visits his family twice a month. Quạt nâng tới su sọc tục cụ xa bọc quạt nâng pi đón nông mặc hài. They sometimes work in the rain. Bụ kế chun cá thơ ca tiền phliền. Work in the rain thơ ca tiền phliền. You never spare a thought for me. Nên thà này ấy nhầm mình đai chui kịch khi nhầm thì spare thought for me nó phải thà mình đai kịch. Ok, mình đai chui kịch. Ok, thank you very much for your paying attention to listen to my Facebook page today, and I hope you will try and have to subscribe my YouTube channel Learn English for Levels. And if you want to get more lessons, you just click on Rian Onglet Group Comrade. This is my real page, or you can enter to YouTube channel Learn English for All Levels. Then you will get a lot of my lesson, which I will teach you every day. Okay, thank you very much. Uses of depression's importance. Chẳng dừng sắc xa chia bàn tỏ. Okay, chẳng có mọi khát về lệ dư nâng dừng sắc xa chia bàn tỏ tự tiết. Okay, nếu cứ chia rụt biếp này ca pra present simple chia bằng tỏ cứ present simple to express ability cứ đâm bây bằng hành to express cứ bằng hành ability sa mặt tập hiệp chẳng cứ kia pra nó có present simple được nhé đài. Examples: she speaks English as well as her own language. Nên là dây phía xong lấy đôi chì as far as đôi chì phía xa cầm nào rồi bác luôn những her own language. He swims very fast. He swim fast. Quạt nâng hai tực lươn chẳng bằng hai phía xa mặt tập hiệp có cái prà nâng nông present simple. She sings the best of all. Quạt chú riêng phía ruột chàng kể. She sings the best of all. He plays the guitar well. Quạt nâng bởi cái lên guitar bản lọ. To express custom cứ bằng hai nhầm phi tùm niêm tùm lọp bởi the custom nâng tùm niêm tùm lọp. Examples: they offer food, fruit, cakes and dessert to Buddhist monks on Chimban's day. Bụ kê nâng bàn bởi kênh offer food bàn bởi kênh chẳng hàn plai chơ nôm nè and dessert bằng I'm to Buddhist monk begin the song on Chumban's day nơi ngay Chumban. Okay, the next. Okay, mùi tiết present simple with a future meaning. Present simple nâng pra chì mùi nâng ạc thần ấy anna cụ tạc. We use the present simple when we are talking about time to board programs extra. Chân kê pra cái pra present simple nó cái này dễ tiết tông chỉ muốn nó future meaning bảo kê cứ present simple nó dùng pra present simple nó pe đài nó pe đài dùng cầm phong này dễ âm pi đà răng pe về time to board đà răng pe về lia chẳng dùng này dễ âm pi đà răng pe về lia programs
cam vị thi program nó cam vị thi anh nó ATC nó mau bị biết bệnh mau về cái thà etc etc nó như say ETCETERA anh nó cứ etc mà này chia đảm form mau về simple present tense plus future time expression simple present tense plus future time expression គឺការចង្អុលបង្ហាញពីពេលវេលាអនាគតឧទាហរណ៍ថា at 7 o'clock at 10 o'clock tomorrow sunday ជាដើមហ្នឹងគេប្រើជា simple present tense ហើយ future time expression example the concert begins at 7:30 អញ្ចឹង concert ហ្នឹងការប្រគំតូរ្យតន្ត្រីចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 7:30 ឥឡូវមិនទាន់ម៉ោង 7:30 ទេប៉ុន្តែគេនិយាយថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 7:30 គឺអានេះគេប្រើជាមួយនឹង present simple ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាជា future meaning ឃើញទេអត្ថន័យរបស់វា future meaning អញ្ចឹងគេថា the concert begins at 7:30 the football match starts at 8 o'clock ការប្រកួតបាល់ទាត់ចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8នៅម៉ោង8តោះណាអញ្ចឹងអាឡូននេះវាអត់ទាន់ចាប់ដើមទេតែវាចាប់ដើមនៅម៉ោង8អញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ the future meaning មកទៀត the bus leaves in 10 minutes ឡានក្រុងនឹងចេញរៀងរាល់ចេញនៅ10នាទីទៀតឡានក្រុងចេញអញ្ចឹងណា in 10 minutes អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វាគឺទម្រង់របស់វាជា present ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺជា future អូខេតោះសិក្សាជាបន្តអូខេមួយទៀត using in conditional clauses with if unless in case supposing that and provided that អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងខ្ញុំបានប្រែរួចហើយ unless ហ្នឹងប្រែថាលុះត្រាតែអញ្ចឹងគេថាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង conditional clause គឺប្រយោគលក្ខខណ្ឌណា with if ជាមួយនឹង if ហ្នឹងឯងunless នឹងប្រែទៅលុះត្រាតែ in case ក្រែងលោ supposing that ឧបមាថា and provided that ឲ្យតែចា examples unless you marry me I will kill myself គេថាបើសិនឯងមិនរៀបការជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំនឹងធ្វើអត្តឃាតអញ្ចឹងអាប្រយោគនេះពាក្យ unless ប្រែថាលុះត្រាតែទេប៉ុន្តែប្រយោគនេះស្មើនឹងពាក្យថា if you don't marry me I will kill myselfអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកឯងមិនរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងធ្វើអត្តឃាតអញ្ចឹងយើងចាំទៅ marry plus someone ហ្មង marry នឹង plus person plus someone មិន marry to ឬក៏ marry me ទេ marry with marry me ឬក៏ marry you តោះណា example I'm going to marry you next year ខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយអ្នកនៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងក៏ប្រើពាក្យ marry តោះណា marry plus someone ហើយ get married plus two ប្រែរៀបការជាមួយដូចគ្នាដែរហើយមួយទៀត unless you relent you will be executed គេថាប្រសិនបើអ្នកឯងមិនបន្ទន់ចិត្ត relent ហ្នឹងប្រែថាបន្ទន់ចិត្ត relent ប្រសិនបើអ្នកឯងមិនបន្ទន់ចិត្តទេ you will be executed អ្នកឯងនឹងត្រូវគេប្រហារជីវិតហើយអញ្ចឹងស្មើពី if you don't relent you will be executed មកទៀត let me know if he says let me know if he says anything interesting ចង់និយាយថាប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផង let me know នោះប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផងនេះ let me know ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផងប្រសិនបើគាត់និយាយអីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាគាត់និយាយអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រាប់ខ្ញុំផងហ្នឹងគេប្រើពាក្យ interesting ហើយមួយទៀតហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺអីគេ I will bring a compass in case we get lost គេថាខ្ញុំនឹងយកត្រីវិស័យហ្នឹងគឺរបស់ដែលបង្ហាញផ្លូវ compass in case we get lost ក្រែងលោយើងពង្វែងផ្លូវ get lost ប្រែពង្វែងផ្លូវ I will bring a compass in case we get lost ខ្ញុំនឹងយកត្រីវិស័យក្រែងលោយើងពង្វែងវង្វែងផ្លូវអូខេ learn next មួយទៀត
Provided that the traffic isn't too bad, I'll pick you up from work. Ao tae, provided that ao tae chả ra cho nâng viên mình sâu dập dơn và mà đấy nhầm nâng tự do này ấy trên pi cái lãnh với cả I'll pick you up from work. Supposing that you meet them by chance, what will you do? Obama tha này ấy chú phụ kê đã chạy đòn by chance. Obama tha này ấy chú phụ kê đã chạy đòn. What will you do? Ta này ấy nâng thừa vậy. Đó nè. With provided that you jilt me or slay you. Tam pet a provided that ni jeung chang dak dat ko ban jeung mon chang dak ko ban dae a nang vi ot samkhan te provided that to na ni provide jeung dak provide provided you jilt me or slay you jeung jeung dak provided that ko ban jeung mon cham baich ko ban dae jeung dak provided that you jilt me or slay you ok aoy ta ni ai đọt đầy chào khi mà chia chẳng phải đọt đầy chào đọt đầy chào dù to thì dường miền song xa nhưng tức song xa đọt đầy chào dường cái đó chẳng provided that you chilt me or slay you ở tên anh hiện đọt đầy chào khi nhóm khi nhóm đang xâm lạp này anh slay mà xâm lạp được nè unless you send the money before Friday I will consult my lawyer. Ok, cái thả person 3 person ba này anh mình ao lui nhom môn ngày sắp tới nhom nâng bị phía xa cho mùi nâng mê thú vị rồi bọc nhom. And today let me share with you about the present continue attend again to our student who are trying at least listen to listening to and also who are staying with this page. Okay, let me now share with you about the present continue attend continued previous video clips. And today we learn about uses of the present progressive tense. Okay, right now let's start together. Okay, chẳng xem ra thay nick nhom nâng nuom chun nâu rồi biết nick cao prapra present continuous tense chia bản tỏ. Đây khôn ông chìm lại nick cứ dùng này dễ em pi rồi biết nick cao prapra present continuous rồi có present progressive tense chia bản tỏ tiếp. Thì mỗi cao prapra bằng pon trai chấm. Thì mỗi cái present continuous nó cứ như vậy MP for an action happening now. Mình đây ta như vậy tệ tông chỉ muốn nâng sẽ cầm phép đại cục bông tại cả lãng ở lâu này. Chẳng in order to get the sense from the how to use present continuous right now, let you start and read about the way to use present continuous. We use the present continuous tense when we talk about something which is happening at the time of speaking. Mình này thầy dương pra-pra dương pra-pra present continuous tense. Nếu bây giờ dương thì dây ẩm phí rương ở vầy muối đại cụm phong tự cạt láng. Nếu bây giờ dương cụm phong thì dây at the time of speaking cứ khôn ông khả nạn thì dây. Chẳng dương đăng lắc tí muối cứ sẽ cảm hiệp đại việc cụm phong tự cạt láng khôn ông khả nạn là bây dương dây có prai present continuous đại chẳng tùm rút màu viết present continuous tense là time expression cứ miền now, right now, at the moment. Ok, at the moment. At the moment phải phliêm phliêm, right now của phliêm, right now lâu nê, now lâu nê đôi khỉa chẳng biết nâng đôi khỉa. Chẳng examples bảo viết cứ sự khâm bằng ôn toán nhóm sở bằng vĩnh tha present continuous nâng cái prao khăn nông sẽ cảm hiệp thì mỗi cứ sẽ cảm hiệp đại cục bông thì cả là ngờ lâu nì khăn nông cả nạ nì nâng cứ prao cho mỗi nông present continuous chẳng ưu tư hò bảo vệ cái please don't make so much noise. Please don't make so much noise. I am studying là xong công lưu mọt khăn phê make so much noise xong công lưu mọt khăn phê trong cục bông tài riêng. Chẳng cứ sự cảm phiếp ở lâu nâng cầm phung tại bản to cứ sự cảm phiếp đại cầm phung tại cả lăng ở lâu này. Ok, dân sắc xa chìa bản to tiết. Ok, chẳng ưu tiêu hoa chìa bản to tiết. She is singing on the stage now. Nên cầm phung người chưa riêng nó lâu về tì cả ở lâu này. Cơ nhé, sự cảm phiếp bỏ. Sự cảm phiếp nó không nông bê nâng cứ nên cầm phung người chưa riêng cầm phung tại cả lăng. Mới tiết. The child is tearing up the book.
The tar is tearing up the book. Mấy nâng cầm phung ta hãy suppose tearing up the book phải ta hãy suppose sự cam phép vía cứ cầm phung ta cạn lại mong phụ ổn rồi chấm sự cam phép vía cứ cầm phung ta cạn lại. I need an umbrella because right now it is raining very hard. Nhóm trời ca chát môi vì bố ở lâu nít right now cái sự cam phép vía cầm phung ta cạn lại. Để mong phụ ổn nghi dô tế nông ca pra present continue ớt nạp phép đại sự cam phép vía cầm phung ta cạn lại cứ dừng đang đợi nghiêm phật. Right now it is raining very hard. Alone in việc cầm phong tập liên khăn nè. It's raining very hard. Mới tiết. She is lullabying. The lullabying. Okay, lullabying her baby. She is lullabying her baby. Alone in niềng cầm phong ở trường bấm bế con rồi bọc niềng. Baby nó con lullabying nó phải thật trường bấm bế. We are sitting in the classroom now. Yeung kompong tae angkui knong thnak rian alou nih khoy now. Time is present ba vi. Anang ka au chmua tha for an action happening now. She is driving to work. Neang kompong ae bak lan te thvoe ka. Chang sakamphiep vi anang kompong tae kat lang yu prae present continuous. Look. It's snowing. Mơ no. Vi kompong na thliek prl. Cái sự cảm thấy bảo viết cứ cầm phụng tại cả làng. Chẳng kịp ra chỉ mùi nóng present continuous. Ok, learn next. Ok, cảm thấy bảo present continuous TP cứ for a temporary action. Mình này ta sẽ cảm thấy bằng đỏ xoắn. Sẽ cảm thấy chỉ lệ cả nạ bằng đỏ xoắn á. Nó cứ bảo sẽ cảm thấy chỉ bằng đỏ xoắn. Sẽ cảm thấy chỉ ở chân trái. Cứ mình này ta cái kết bị period of time. Lòng bê nóng đôi chân nằm đi. Hãy nè, chẳng nâng cứ pra chung mùi chìa temporary action chẳng. We also used the present progressive when we talk about something which is happening around the time of speaking, not necessarily actually at the time of speaking. Mình này thà dương pra present progressive nâng bây để dương này dương ẩm phí rương ở bầy mũi đại cầm bông cạt lãng around the time of speaking. Mình này thà chung vinh như có âm lòng phê này ca này gì hay vì mình chăm bạch triệt liệt at the time of speaking thì cứ miền này thôi vì ở chăm bạch triệt liệt không âm lòng phê này ca này gì thì cứ miền này vì ở gì tập khả năng này phê này mau này để cứ miền này thôi chẳng hết nè ưu thó đam bây ở ca này ba dân đam bây ở ca này chỉ ba hầm phi được biết này ca para chuẩn mọi tìm pin này vòng ôn cái lệnh mơ nơi ưu thí họ or he is teaching English and Japanese. Quạt nâng cầm bông tại bồng riêng. Nát quạt cầm bông tại bồng riêng phía xa ông lê hay nâng phía xa chụp quần. Chẳng sẽ cảm thiệp nâng cứ chạm này, rưu có bê này, khai này. Nâng cứ sẽ cảm thiệp bảo viết ở chung ta for a temporary action. Mới tiết, she is studying economics this year. Nâng cầm bông tại riêng một vị trí sẽ được kết nằm này hình khởi tiếng ông lòng phê chân nằm này hay nếu được bảo cho chúng ta for temporary action. Vì thế, I am taking 5 courses this semester. Nhóm cầm phung riêng, taking 5 courses, nhóm cầm phung riêng mục chạp dọc một vị trí pram một vị trí cho mình đi. Chứ mà cho mình cho chúng ta temporary action. I am taking 5 courses this semester. Khyom kompong rian 5 mok vichea ne, taking 5 courses. Khyom kompong rian 5 mok vichea term ni this semester, term ni. Rư ko chom meh ni this semester, chom meh ni. Okay, jeung banta te tiet. Okay, robiem nei ka prae prah muoy tiet keu jeung prae prah present continuous neu pe de jeung nige ampi sthanaka dai kompong phlap do changing situation ning prae tha sthanaka dai vi phlap do vi prae pruol chang ko prae prah chmuoy ning present continuous er dai utihor dambei kan tai yul chbas ampi rubiep nei ka prae prah chmuoy nih bong oun ko leik ma meu neu knong chmuoy utihor utihor tha under his leadership the people in the country are getting poorer and poorer and poorer. Under his leadership, the people in the country are getting poorer and poorer.
crom ca đực nuông rồi bọc quạt rồi crom phep chiết ca crom phep đực nuông rồi bọc quạt bị chia chun được non bật tới can để crotter getting poorer and poorer can bị crotter the poor are getting poorer the rich are getting richer can I get proper the poor tam pet poor ហ្នឹងជា adjective ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដើម្បីឲ្យ adjective នឹងខ្លាយទៅជា noun បានគេដាក់ the នៅពីមុខមកហើយមិនប្រែតែភាពក្រីក្រអានេះណាគឺកាលណាគេដាក់ប្រើ noun ប្រើ the ហើយផ្លាស់ adjective ជាទូទៅវាខ្លាយទៅជា noun ហើយវាសំដៅទៅលើមនុស្សទៀតអញ្ចឹង the poor are getting poorer មានន័យថាអ្នកក្រនិយាយមនុស្សក្រីក្រឬក៏អ្នកក្រកាន់តែក្រ the rich are getting richer អ្នកមានកាន់តែមានអញ្ចឹងអ្នកក្រកាន់តែក្រអ្នកមានកាន់តែមានឃើញបងប្អូនសង្កេតមើលគេថា change situation សកម្មភាពទាំងអស់នេះគេឲ្យឈ្មោះថាស្ថានភាពដែលវាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរ it's getting dark outside នៅខាងក្រៅហ្នឹងកាន់តែថាកាន់តែងឹតណា It's getting dark outside. Crowd nó càng đợt ngực. Mới tiết. The beggars are in Cambodia. Oh no. Tạm bức lại nhé. The beggars in Cambodia. Xong cài lại nhé tích. Xong mà chia sẻ xong rung trăm tích bà. Yeah. Đó là chạy lại nhé. Thì mình nhạc thầy. Tạm biệt anh em mình nấu vì bọc về. Okay, xong rung chạm một tí bằng bộ đẩy xa tới bạn nhận tích. Okay, chẳng the beggars in Cambodia are increasing day style. Tha chụm nôn nẹ sông tiến nơi khu nông tự tế Campuchia cầm phung tại can lăng chia lùm đáp nè bê bạch chế bọn day style nó bê bạch chế bọn này. The beggars nâng nẹ sông tiến dân dân dị bị sang máy thắt cầm na nè xong tiền nó không có thể cam với dân nó càng thì càng lá sập ngày này this day chẳng á chẳng cứ change situation sự cam phê bảo viên nó lạc đầu chẳng á ok riêng mà toàn tiết ok chúng nói chẳng cả cứ thà for an future cứ thà the present continuous tense dân sự cam được biết thì cam pra chúng nói một tiết nó kêu là gì việc quan chúng muốn nó sự cam phê với cả lăng cái bài năng anh cụt tất cả anh được future nó sự cam phê bảo viết cả lăng cái bài năng anh cụt tất cả chẳng mong ôn mới trăng chúng nói này the present continuous tense is used to refer to future events that are part of what someone plans to miền này thà present continuous tense nó cứ trở ban cái pra is used trở ban cái pra ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អនាគត event future events ព្រឹត្តិការណ៍អនាគតដែលជាផ្នែក that are parts of ដែលជាផ្នែកអូខេដែលជាផ្នែករនៅអវ័យដែលនរណាម្នាក់មានកម្រងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងណា plans to នឹងមានកម្រងចង់ធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណាគឺសកម្មភាពរបស់វាប្រើជាមួយនឹង present continuous tense okay ហើយដែរបានខ្ញុំប្រើកន្លែងនេះ are ដោយសារតែ future events ហ្នឹងគឺជា subject ចឹងគេប្រើ are okay អញ្ចឹងទម្រង់របស់វា present continuous tense plus future time indicator ពាក្យថា indicator ហ្នឹងអាចថានិមិត្តសញ្ញាឬការចង្អុលបង្ហាញគឺមានន័យថា present continuous tense គឺ plus ជាមួយនឹងសញ្ញាចង្អុលបង្ហាញពីពេលវេលាអនាគតចឹង future time indicators នឹងគឺពេលវេលាអនាគតដែលគេបង្ហាញមានពាក្យ tonight tomorrow this evening next week ជាដើម on monday next week អីក៏បានដែរហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា future time indicator ឬក៏ future time expression ចឹង examples របស់វាកៅឧទាហរណ៍របស់វាហើយយើងចាំបងប្អូនកាលណាយើងប្រើពាក្យ for near future ការប្រែរបស់វាប្រែថានឹងបាទណាប្រែថានឹងតែសកម្មភាពខិនរបស់វាជាប្រយោគ present continuous ក៏ប៉ុន្តែយើងប្រែថានឹងនឹងមានន័យថាវាអត់ទាន់កើតឡើងទេសកម្មភាពរបស់វាវាកើតឡើងក្បែរនឹងអនាគតកាលឧទាហរណ៍ថា I am washing my hair tonight I am washing my hair tonight អាពាក្យនេះយើងអាន hair បទីនេះអាន here អានេះ
sambrap sock and hair I am washing my hair tonight ខ្ញុំ នឹង ជម្រះ សក់ ខ្ញុំ យប់ នេះ ជម្រះ ឬ ជើង ភាសា ខ្មែរ យើង ថា កក់ I am washing my hair tonight ខ្ញុំ នឹង កក់ សក់ ខ្ញុំ យប់ នេះ She's getting married the day after tomorrow. She's getting married to the day after tomorrow. Nieng nang rip ka nou khan sai the day after tomorrow by khan sai. Okay, doich ot mien ai probat te hai prai san khan ning yeu jeung ko chop tae pon dang hai chuop khnyom chmuoy nang video krai krai tiet dai jeung o banghai tiet tong chmuoy nang than hai nou pe dai chop than chop ai khnyom nang mien kamro banghat bangrien ប្រភេទ part of speech ឬក៏ clause ឬក៏ preposition phrase ឬ direct indirect speech ជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាទទួលបាននៅ video ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ មេរៀន លោកអ្នកគ្រាន់តែជួយចុច subscribe video របស់ខ្ញុំបាទ គឺ learn english for all levels លោកអ្នកនឹងបានសិក្សា ជំនាញភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិតជាមួយនឹង page ទាំងអស់នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា